Kính thưa quý vị, ngày 26 tháng 5, báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết Trần Ai chuyện xin xác nhận độc thân của một phụ nữ 66 tuổi, nhận phản ánh của bà Nguyễn Thị Ngọc Hà ở quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Hà cho biết khi đi xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hay còn gọi là giấy xác nhận độc thân phải mất thời gian chờ phường gửi văn bản xác minh, dù trước đó từng được cấp giấy xác nhận này tại phường này đến 2 lần. Sau khi đăng tải bài viết nhận được nhiều sự quan tâm bình luận của các chuyên gia và bạn đọc. Chương mục nhận định hôm nay xin được trích lại ý kiến của ba chuyên gia luật là Thạc sĩ Huỳnh Thị Nam Hải, giảng viên khoa luật Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Lê Văn Hoang và luật sư Hoàng Anh Sơn cùng thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh để nghe họ mổ xẻ pháp lý về vụ việc này. Mời quý vị cùng theo dõi. Hiện nay, thủ tục cấp giấy xác nhận độc thân được quy định tại Nghị định 123 trên 2015 và thông tư 4 2020 của Bộ Tư pháp. Cụ thể tại khoản 2 điều 22 Nghị định 123 quy định việc yêu cầu cấp giấy xác nhận độc thân cho người đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau thì người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó. Thời gian xác minh là trong thời hạn 3 ngày. Ngay trong ngày nhận được văn bản trả lời, nếu thấy đủ cơ sở, Quỹ ban Nhân dân cấp xã cấp giấy xác nhận độc thân cho người yêu cầu. Trong trường hợp không nhận được kết quả xác minh, sau thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu xác minh mà không nhận được văn bản trả lời, thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho phép người yêu cầu giấy xác nhận độc thân có văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình. Theo quy định trên, người đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, nếu không chứng minh tình trạng hôn nhân thì phải mất thêm khoảng thời gian chờ phường gửi văn bản xác minh. Nếu việc xác minh không có kết quả thì chờ đến tận 20 ngày sau mới được viết cam đoan. Theo tôi, nếu người dân yêu cầu xác nhận lần đầu thì mới cần thực hiện theo quy định nêu trên. Nếu yêu cầu xác nhận lại từ lần 2 trở đi, khi địa phương có hồ sơ lưu hoặc người dân cung cấp lại được giấy xác nhận trước đó thì nên công nhận giấy xác nhận trước đó, nghĩa là chỉ cần xác minh từ thời điểm xác nhận trước đó đến thời điểm hiện tại chứ không cần xác minh lại từ đầu. Trước đây theo điều 4 thông tư 15/2015, nếu quá thời hạn mà không nhận được văn bản trả lời xác minh thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho phép người yêu cầu đăng ký hộ tịch lập văn bản cam đoan về nội dung cần xác minh. Tuy nhiên, Đến Thông tư 4/2020 có quy định rõ, sau thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu xác minh mà không nhận được văn bản trả lời thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho phép người yêu cầu cấp giấy xác nhận độc thân có văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình. Việc đặt ra thời hạn 20 ngày như quy định tại Thông tư 4/2020 cũng có thể thấy việc xác minh của chính các cơ quan nhà nước trong nhiều trường hợp không có kết quả nên phải ấn định thời hạn giải quyết hồ sơ, giấy tờ cho người dân. Điều đó cho thấy việc giải quyết xác nhận hộ tịch như quy định tại Thông tư 4/2020 vẫn còn những bất cập. Nếu hết thời hạn xác minh 20 ngày không có kết quả mới cho người dân làm cam kết, đối với nhiều trường hợp có thể làm lỡ công việc của họ và rồi căn cứ tính pháp lý cuối cùng cũng chỉ là sự cam đoan của họ để cấp giấy xác nhận. Vậy chẳng thà cho người dân cam kết ngay từ đầu giống như trước đây để đỡ mất thời gian, công sức của cả người dân và cơ quan nhà nước. Ai cố tình vi phạm cam kết thì sẽ bị xử lý. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà từng được cấp giấy xác nhận độc thân đến 2 lần và trên dữ liệu quản lý tại địa phương đã có lưu trữ hồ sơ của bà. Do đó, để tránh mất thời gian cho người dân và cán bộ hộ tịch địa phương thì nên công nhận giấy xác nhận lần trước, không cần phải xác minh lại, chỉ nên xác minh từ thời gian cấp giấy lần trước đến thời điểm hiện nay. Về lâu dài, để người dân không phải mất nhiều thời gian chờ đợi khi thực hiện các thủ tục hành chính thì các bộ ngành cần sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi các dữ liệu có đầy đủ và được liên thông thì cán bộ hộ tịch tại địa phương có thể cập nhật thông tin của người dân và giải quyết hồ sơ hành chính dựa theo các dữ liệu được cập nhật. Có như thế thì người dân và cán bộ giải quyết không phải mất nhiều thời gian nên cho người dân viết cam kết như trước đây. Xin cảm ơn ý kiến từ các chuyên gia. Thưa quý vị, thời lượng chương mục nhận định đã hết. Tiếp theo chương trình mời quý vị đến với chương mục ý kiến bạn đọc uống cho các tơ thanh, cà sữa không độ, tăng nhiệt cấp bốn, chúng như tiên như tiên. Nóng trong người ta uống ngay đốc tết thanh nào, cùng chính loại thảo mộc tự nhiên, thanh lọc tươi mát, truyền đốc tết thanh, thanh nhiệt tươi mang sống hết mình, cùng nhau mang đi khắp mọi nơi tươi mát, thanh lọc cơ thể, tươi mát mỗi ngày. Uống cho các tơ thanh, cà sữa không độ, tăng nhiệt cấp bốn, chúng như tiên như tiên. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo hãy gửi về filo a vòng pháp luật tb. vn để nhận những quà tặng và những bút hấp dẫn.